Tập 6. Đúng rồi, sau đó chúng ta có nhiệm vụ gì? Mọi chuyện đều nghe theo mệnh lệnh. Bây giờ điều quan trọng nhất anh cần ổn định trước đã. Anh có dự định gì không? Có. Có rất nhiều dự định. Có dự định là được. Vậy được, vậy cô làm việc nhé. Tôi đi trước đây. Đồng chí Cam Tân, tôi còn muốn nói thêm mấy câu. Vậy cô nói đi. Công tác bí mật là tiến hành trong khu vực quân địch. Trước khi anh đã tới, đã quen với tổ chức kỷ luật đối với công việc này chưa? Chuyện này tôi đương nhiên là biết. Nhưng tôi không thể không nói, vì công việc của chúng ta không thể có bất kỳ sai lầm nào. Ý gì đây? Tôi là thấy bốn đồng chí đó, bọn họ làm sao? Bọn họ là công thần, đương nhiên tôi không nên nói gì cả. Nhưng tôi thấy rằng, đồng chí Thái Dân, số cuộc cũng muốn nói gì? Tôi nghĩ họ nên nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Nếu như không giống, không giống gì cơ, không giống quân Bát Lộ. Cô nói họ không giống quân Bát Lộ. Vậy cô nói tôi biết, quân Bát Lộ nên như thế nào? Ít nhất phong cách làm việc và cách thức làm, đợi đã. Cách làm việc của họ có vấn đề gì hay không? Tôi không muốn nghe. Tôi chỉ biết một điều, bọn họ là bò ra từ trong dũng máu, không tiếc tính mạng, nổ mỏ đồng quỷ tử, giết quỷ tử, cứu lao công. Bọn họ không phải Bát Lộ thì ai là Bát Lộ? Tôi không phải có ý này. Đồng chí Thái Dân, vừa mới gặp nhau, tôi không muốn có tranh chấp gì với cô. Cô nghi ngờ họ không phải Bát Lộ cũng có nghĩa là đang nghi ngờ tôi. Nếu như cô thấy chúng tôi làm mất mặt quân Bát Lộ thì không sao cả. Giờ chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Đứng lại. Anh còn giống chiến sĩ quân Bát Lộ được huấn luyện rồi không? Không phải rõ ràng đây sao? Rõ ràng là cô đang đuổi chúng tôi đi. Ai đuổi anh đi chứ? Đúng là ăn nói vô lý. Bây giờ tiền tuyến quỷ tử và quân Bát Lộ đang giao tranh. Hậu phương cung ứng của quỷ tử vô cùng quan trọng. Anh nói đi là đi. Quá tùy ý rồi đấy. Cô nói tôi tùy ý. Tôi còn chưa nói cô đâu. Vừa gặp thôi, cô đã nói bóng gió xem thường mấy người họ. Chúng tôi ở lại làm gì? Ở lại để làm mất mặt của quân Bát Lộ sao? Tôi nói này, thứ chúng ta cần lấy cũng lấy rồi, đúng không? Cũng tới dân thành rồi. Có phải chúng ta nên đi giết cái tên Hy Giao đó không? Nhỏ tiếng thôi, hô hào gì chứ? Giết quỷ tử cũng phải có chỗ đặt chân chứ, đúng không? Anh hiểu gì chứ? Ít nhất cũng để người ta nhìn được chứ. Từ sáng tới tối chỉ biết đánh giết mà thôi. Chúng ta cũng không thể giết một tên quỷ tử rồi phải chạy vào núi trốn chứ. Bạch công tử nói đúng lắm. Đại ca, đại ca, chúng ta làm Bát Lộ, tôi thấy thú vị đấy, đúng không? Tôi nói các cậu biết, thú vị lắm đấy. Nào, ngồi xuống. Tôi là nghĩ, chúng ta mở một nhà hàng ở đây, chúng ta có ăn, có uống, có chỗ ở. Thế nào? Hay lắm. Tôi kinh doanh sau khi kiếm được tiền, thì anh em chúng ta chia đều. Cậu cút sang một bên đi. Sao lại với cậu kinh doanh chứ? Tốt gì mà tốt, yên lặng. Tôi thấy đại ca nói đúng đấy. Đại ca anh Minh, tôi đồng ý. Xem Mộc Tường, Hầu Lĩnh, hai cậu có ý gì không? Tôi, đại ca, tôi nghe theo anh. Đại ca, tôi thấy anh nghĩ cho anh em thì tốt chứ sao? Tôi nghe lời đại ca. Tốt. Đây gọi là gì nào? Huynh đệ đồng lòng, đồng tâm hiệp lực. Đúng. Vậy lấy ra đi. Gì cơ? Chưa rõ sao? Các cậu không lấy tiền ra thì sao mà mở hàng ăn được chứ?
Đau bụng ghê. Đứng lại. Cậu xem các cậu đi. Xem đi này. Vừa nói tới tiền thì giống như bà già ăn phải mướp đắng vậy. Mặt người này nhăn nhó hơn người kia. Đại ca, giết quỷ tử bọn tôi đồng ý. Không cần rút tiền trong túi mình ra chứ. Đúng vậy. Đại ca, anh xem số tiền này. Tôi còn chưa cầm cho ấm, anh đã báo lấy đi rồi. Không ổn đâu. Tôi nói anh ấy, các cậu nghĩ chưa rõ thôi. Đại ca, anh nói vậy là sao? Các cậu nghĩ mà xem. Nếu như mở được cửa hàng này, quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là có thể giết quỷ tử. Người nào giết quỷ tử? Giết quỷ tử là người nào? Đó là anh hùng kháng Nhật. Đợi tương lai có một ngày đuổi được tiểu quỷ tử đi, người ở dân thành này đều biết. Đây là quán ăn anh hùng mở. Các cậu nói xem, có ai không tới ăn một bữa chứ? Chỉ sợ tới lúc đó tiền cứ nhảy vào trong túi các cậu thôi. Nếu như các cậu không muốn, chúng ta về đốn cây uống gió đông bắc sống đi. Còn về cách làm các cậu tự nghĩ. Tôi đồng ý. Cậu đồng ý gì mà đồng ý chứ? Cậu có tiền không? Đúng vậy. Đại ca, quán ăn của anh hùng đánh quỷ tử, chuyện này lão hầu đồng ý. Nào, đại ca, tôi cũng làm. Xem cậu kìa. Đại ca, đủ rồi. Vậy là đúng rồi. Công tử, nhập tiền vào tiên, chọn ngày khai trương. Du thất, mộc tượng. Được rồi, hay lắm. Các bà con, quán ăn Thái Dương hôm nay bắt đầu chính thức khai trương. Sau này mong mọi người ủng hộ nhiều hơn. Hay, nào, mời vào bên trong. Mời vào bên trong. Nào, mời vào bên trong. Mời vào. Cảm ơn. Nào, rót đầy nào. Rót đi. Phục vụ của ngài đây. Được rồi. Nhanh lên. Mà bắt lấy hắn cho ta. Đứng lại. Nằm xuống. Xin các anh đấy. Đứng nghiêng đi. Thả tôi ra. Đứng dậy. Sao lắm lời vậy? Trưởng quan, là hắn đúng không? Tình khốn. Là hắn. Đội trưởng Ngô, cậu làm tốt lắm. Tôi đại diện Hoàng quân Nhật Bản cảm ơn cậu. Trưởng quan khách khí rồi. Đảm bảo trị an khu này, giúp đỡ Hoàng quân là chuyện chúng tôi nên làm. Tốt lắm. Đưa đi. Đứng dậy. Nhanh lên đi. Đằng trước tránh ra đi. Tại sao quỷ tử lại bắt người? Người bị bắt đều mặc đồ của bệnh viện. Bệnh viện này nhất định có vấn đề. Vậy còn không mau làm rõ đi. Anh cứ đi như vậy sao? Không phải bàn xong công việc rồi sao? Đúng là người tùy ý. Nào. Đồng chí, còn cần gì nữa không? Vừa rồi cô gọi chúng tôi là gì? Đồng chí. Có nghe thấy không, đồng chí? Đồng chí có nghĩa là gì vậy? Có ý gì đây? Không nên gọi cái là đồng chí sao?
Vậy gọi là gì? Gọi là Thất gia. Thất gia ở Vân Thành nổi tiếng lắm đấy. Sau này đi cùng Thất gia. Cô ấy à, gọi tôi là anh Hầu là được. Chuyện đó, gì nhỉ? Tôi là Mộc Tượng. Cô gọi tôi là Mộc Tượng là được. Các anh còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn, tôi đi trước nhé. Dội gì chứ? Ngồi xuống ăn chút gì đi. Ăn cùng đi. Nào ngồi xuống. Mộc Tượng tránh ra, buông tay. Mấy đồng chí các anh là sao vậy? Nếu không phải thấy các anh cho nổ mỏ đồng, có công, thì tôi không bê đồ ăn cho các anh đâu. Này, chuyện gì đây? Sao nói chuyện với anh Hùng kiểu vậy? Anh Thức, sao nóng nảy vậy? Đồng chí, anh Thức nói chuyện thẳng quá, cô đừng để trong lòng. Bọn họ thực sự nói vậy sao? Đúng vậy. Đây đâu phải bắt lộ chứ. Đúng vậy. Chị Thái Dân, chị nói với em chúng ta hiểu cách nhẫn nhịn, nhưng em thực sự không chịu nổi. Chị sợ không phải vấn đề nhẫn nhịn hay không? Anh xem mấy người các anh, sao lại thô lỗ với một cô gái như vậy chứ? Ăn đi. Một mình cô ấy cứ đồng chí các anh xem. Thích cô ấy rồi chứ gì? Thú vị thật đấy. Đầu heo kìa. Sảnh rỗi lắm đúng không? Tạm thời dừng ăn đã. Chuyện tôi bảo các cậu hỏi đã hỏi chưa? Hỏi rồi. Hy Gieo thường xuyên tới bệnh viện đó. Đi bao giờ? Chưa có thông tin. Dù sao thì mỗi lần đi đều rất lâu. Chỉ chút vậy thôi à. Đại ca, anh ngồi xuống ăn chút đi. Đúng, đại ca, ăn miếng thịt đi. Cút sang một bên. Vậy uống rượu chút đi. Uống gì mà uống chứ. Đừng ăn nữa đi. Nhanh lên. Đứng qua kia thành một hàng. Nhanh. Say rồi. Mơ hồ hết cả. Đứng nghiêm. Cậu xem mấy người các cậu kìa. Nhìn thế nào rồi? Vừa ăn vừa uống. Đến để chơi đùa à? Cất rượu mau đi. Mở hàng ăn là gì công việc? Cậu xem mấy người các cậu kìa. Đại ca. Còn báo cáo trưởng quan. Tiểu phân đội có 5 người. Bây giờ đã có mặt đủ 5 người. Có 5 người có mặt đủ 5 người. Xin hãy chỉ đạo. Anh mù à? Hùng Mộc Tượng, chân đau thì qua đó ngồi chút đi. Được. Đứng lại. Ai cho cậu ngồi chứ? Chào hỏi đi. Được. Chào trưởng quan. Chị Thái Dân. Chị hân hạnh. Được rồi. Ở Vân Thành không cần tuân thủ quy tắc. Không cần tuân thủ quy tắc. Đứng lên ngay. Anh nói không cần tuân thủ quy tắc. Đứng lên. Không cho ngồi. Anh xem. Nghe đây. Sau này phải tuân thủ quy tắc cho tôi. Phải hiểu, phải lịch sự. Gặp đồng chí Thái Dân thì phải gọi là đồng chí Thái Dân. Đừng gọi chị qua chị lại. Không đúng đại ca. Vừa nãy có một cô gái đến, nhìn cũng xinh xắn. Đã nói với bọn tôi rồi. Nói nam với nam thì gọi là đồng chí. Nữ. Nữ gọi là chị là được. Cậu uống say rồi à? Không phải đâu chị Thái Dân. Là thế này. Vừa rồi bọn tôi, bọn họ là vừa rồi vừa ăn no. Ăn nói lung tung. Giờ đứng nghiêm đi. Không ai được nói gì. Nghe đồng chí Thái Dân chỉ đạo. Đồng chí Thái Dân, nói mấy câu đi. Các anh lừa mình cho nổ mỏ đồng. Tôi rất cảm kích các anh. Các anh nói xem nhiệm vụ nổ mỏ đồng có khó khăn không? Báo cáo đồng chí. Đại ca không cho nói.
Bạch công tử, cậu nói đi, cậu vào mỏ đồng lúc nào, rồi cho nổ mỏ đồng như thế nào? Nói đi, đang hỏi cậu đấy. Nói đi, ở đây không ai cản cậu nói cả. Tôi vào mỏ đồng cùng với đại ca. Không, tiểu đội trưởng Cam. Sau đó tiểu đội trưởng Cam, chúng tôi nghĩ cách để tiểu đội trưởng Cam ra khỏi mỏ đồng là sợ cô nóng lòng. Sau đó tiểu đội trưởng Cam lại vào mỏ đồng. Sau đó chúng tôi cùng nhau cho nổ mỏ đồng. Thực ra chuyện này cũng đơn giản thôi, có phải không? Không phải đơn giản, tôi còn giả làm trắng da nữa đấy. Đơn giản thôi mà, vẫn ổn. Tôi vô cùng tán phục bốn người các anh. Một lần nữa tôi đại diện tổ chức dùng kính lễ cao nhất với các anh. Đồng chí Thái Dân, số cuộc là cô định. Đồng chí Cam Tân, qua đây đi. Nhìn giống như là... Đồng chí Cam Tân, qua đây. Vừa rồi anh giẫm chân tôi đau đấy. Anh nói xem, sau khi chúng ta gia nhập quân Bát Lộ, tại sao phải tuân thủ nhiều quy tắc vậy chứ? Không phải đại ca đã nói rồi sao? Bảo chúng ta học nghiêm chỉnh. Đi đều, tôi không quen chuyện này đâu. Có tác dụng gì sao? Có thể giết quỷ tử sao? Đúng vậy, có tác dụng gì chứ? Nếu như muốn học thì phải học cách bắn súng ném mìn. Học võ để đánh quỷ tử mới có tác dụng. Cậu chỉ biết mấy cái đó thôi. Phải dùng đầu óc. Lời này nói thì không sai. Nhưng mà, cậu đừng nhưng mà nữa. Cậu nói luôn đi. Tại sao đại ca muốn chúng ta học? Nghiêm nghị đi đều, cho ai xem? Còn phải hỏi sao? Cho nữ trưởng quầy xem đấy. Vậy tại sao phải cho cô ấy xem chứ? Vì họ không phải chiến sĩ quân Bát Lộ. Ăn nói lung tung. Sao chúng ta không phải Bát Lộ chứ? Chúng ta là Bát Lộ mới tham gia. Nhưng vấn đề là ở đây. Đại ca đã nói rồi, anh ấy là quân Bát Lộ đến từ núi Chân Dụ. Vậy có thể khẳng định là đi cùng anh ấy còn có Bát Lộ khác nữa. Nói đi, những chiến sĩ của anh đâu? Sao họ lại tập hợp bên cạnh anh? Còn mấy người nữa? Đồ ngốc kia, bốn người đấy. Nhiều hay ít hơn không phải là nhìn ra rồi sao? Đúng, các anh nghĩ xem, mấy Bát Lộ đó đi đâu rồi? Chúng mai phục của tiểu quỷ tử, hy sinh cả rồi sao? Đúng. Phí công, nghĩ chuyện này làm gì? Hỏi đại ca không phải là biết rồi sao? Tình hình khi đó cô bảo tôi báo cáo với ai? Đây là lý do sao? Đồng chí Cam Tân, số cuộc anh có phải chiến sĩ quân Bát Lộ không? Cô nói xem. Nếu như phải thì nhất định phải tuân thủ quân kỷ quân quy. Quân kỷ quân quy cũng là do người đặt ra. Nếu như cô tận mắt nhìn thấy những anh em của mình chết trước mặt cô thì cô sẽ không nghĩ như vậy đâu. Mọi người ăn thông thả nhé. Chị này, chị sao vậy? Mau cứu tôi đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Có người muốn bắt tôi. Ai muốn bắt chị vậy? Tránh ra. Đến rồi, ai vậy? Chị này, người đâu? Chạy đi đâu rồi? Hình như chạy vào bên trong rồi. Vào. Chị này, đồ ăn cũng ngon đấy. Tìm. Chuyện gì vậy? Nào, qua xem đi. Ăn miếng cơm cũng không được yên. Tránh ra. Đi đâu rồi? Chị à, từ từ thôi. Bên đó, đi. Chị à, từ từ thôi. Chị đi đâu vậy? Chị à, từ từ thôi. Từ từ thôi. Chà gì vậy chứ? Hảo hán, cứu tôi với. Nào, đứng sau Thất Gia đi. Có chuyện gì? Thất Gia làm chủ cho cô. Vừa mở hàng đã có người đến đây gây chuyện rồi, cậu thấy chưa? Mấy cậu làm gì vậy? Anh làm gì đấy hả? Cậu vào một bên đi. Sao nào? Hỏi mấy cậu cũng không được à? Được, vì tôi nói cho anh biết, cô ta nợ tiền phàn gia nhà chúng tôi. Nợ tiền còn muốn chạy. Tại sao cô ấy lại nợ tiền phàn gia nhà các anh chứ? Không có gì, đừng hỏi nhiều. Chúng tôi khuyên các anh đừng quản chuyện lung tung.
Nếu không thì chịu không nổi đâu. Các anh em, tôi muốn hỏi một câu. Một phụ nữ có thai như cô ấy sao lại nợ tiền các anh chứ? Cậu hỏi làm gì? Các anh em đừng phí lời với chúng. Lên. Đừng sợ, các anh em của tôi lợi hại lắm đấy. Nhanh, cút đi, cút, nhớ lấy, sau này đừng đến gây chuyện nữa. Không sao rồi, không sao, mọi người cứ ăn đi nhé. Cảm ơn các anh, anh Hùng, cảm ơn. Tôi phải cảm ơn các anh thế nào đây? Chị à, rốt cuộc sao họ lại muốn bắt chị vậy? Tôi cũng chỉ nợ họ chút tiền. Chị à, chị chưa ăn cơm đúng không? Vào phòng với tôi, ăn cho ấm bụng. Có đồ ăn à? Được, tôi đi lót dạ trước đã nhé. Cảm ơn các anh nhiều. Cảm ơn, cảm ơn. Chị à, từ từ thôi, cảm ơn. Mộc Tường, cô ấy không khách khí chút nào luôn nhỉ. Này anh Hùng, thất gia còn chưa ra tay đâu. Nếu như thất gia ra tay, được rồi đừng chém nữa. Anh mà ra tay chưa chắc đã thắng đâu. Tiểu Bạch, lát nữa nói với người phụ nữ đó, cứ để cô ấy yên tâm sống ở đây. Có người dám đến gây phiền phức, thất gia thay cô ấy săn bằng hết. Đừng chém nữa. Một mình anh làm được chắc? Sao không được? Không thấy vừa rồi thất gia tung hoành thiên hạ đánh lui kẻ ác. Anh thôi đi nhé. Vừa rồi anh làm như vậy thôi này, còn chém nữa à? Kẻ ác gì hả? Loạn hết cả lên. Đại ca, ngồi xuống cả đi. Nói đi, có chuyện gì? Không có gì đâu đại ca. Vừa rồi có đám lưu manh đến đây gây chuyện, bị chúng tôi đuổi đi rồi. Đừng nói lung tung. Mấy tên gây chuyện bị tôi xử lý rồi. Còn có tôi nữa. Cút. Nói ra tay là ra tay. Đại ca, tôi không ra tay. Cậu còn nói cậu không ra tay. Đại ca, một đám đàn ông ức hiếp một người phụ nữ đúng là không ra gì. Dù hắn không ra gì thì cũng nói tôi là ra tay thì ra tay. Đúng đúng, giờ các cậu đã là bác lộ rồi, chúng ta phải làm theo quy định của bác lộ. Các cậu nghe đây, sau này không được gây chuyện ở dân thành nữa. Dân nghe thấy rồi? Đương nhiên, giúp kẻ yếu. Xuất phát điểm này là đúng. Điểm này cần tiếp tục giữ vững. Thu dọn đồ đi, dọn đi. Loạn hết cả lên. Đại ca là khen chúng ta hay là phê bình chúng ta vậy? Cuối cùng đại ca nói đúng đấy. Không thể được. Sao lại không thể được? Vì trong đoàn đã không còn dư ai có thể sắp xếp đến dân thành nữa. Nhưng anh ta tùy ý như vậy, lại còn dẫn theo bốn người chưa từng được đào tạo, chưa được giáo dục bao giờ. Quán ăn vừa mới mở đã suýt nữa xảy ra chuyện. Thái dân này, đến nào ta không biết tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Nhưng điều quan trọng hơn là xuống núi cùng Cam Tân không phải là 5 người mà sư đoàn đã nói, mà là 6 người. 6 người. Đây là tin tức
ta vừa nhận được. Trong đó có một người là Liễu Tham Mưu. Cam Tân nhận được một nhiệm vụ bất ngờ, hộ tống Liễu Tham Mưu đến điểm liên lạc, giao cho người tiếp ứng ở Thanh Thành. Vậy kết quả thì sao? Liễu Tham Mưu bị bắt rồi. Suốt cuộc anh ta còn bao nhiêu chuyện chưa nói chứ? Anh, nói với cha mẹ, bây giờ em thay anh làm bác lộ rồi. Anh yên tâm, em nhất định sẽ báo thù cho anh và cha mẹ, viết tên tiểu quỷ tử Hy Gieo. Nhưng mà cha, cha nói xem rốt cuộc là như thế nào. Xuất hiện phản đồ. Phản đồ, đúng là người đón đó. Hắn dụ quân ta mắc bẫy, làm cho Liễu Tham Mưu rơi vào trong tay quỷ tử. Về phản đồ đó và Liễu Tham Mưu, tin tình báo nói khi đó tên phản đồ đó đã chết luôn. Liễu Tham Mưu cũng không còn nữa. Không còn nữa. Trên đường áp giải về Dân Thành, ông ấy đã nhảy khỏi xe. Nhưng bất hạnh thay, hy sinh rồi sao? Bây giờ còn chưa có thông tin chính xác. Nhưng mà cho dù mấy hy sinh rồi, chúng ta cũng cần tìm được rốt cuộc thi thể cô ấy đang ở đâu. Cha, cha nói xem công việc còn làm thế nào được đây. Giờ tới việc nói chuyện với anh ấy, con còn thấy khó mà tiếp tục được. Sao sư đoàn lại cho một người không tuân thủ quy tắc như vậy tới đây chứ? Chúng ta vẫn nên nhìn vào sở trường của cậu ấy. Có thể khẳng định là cậu ấy có thể thoát khỏi sự bao vây của quân Nhật, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa cậu ấy dẫn theo 4 công nhân cho nổ mỏ đồng, được người Nhật canh phòng nghiêm ngặt, lại giải cứu được bao nhiêu tính mạng con người như vậy. Nếu không phải anh hùng thì là gì chứ? Thái dân thời kỳ khó khăn, chúng ta nhất định phải nhìn về phía trước. Tuy rằng bây giờ họ vẫn không phải là chiến sĩ quân Bát Lộ, nhưng có chiến sĩ quân Bát Lộ nào không từng bước hoàn thiện chứ? Dù sao thì con không thể làm việc được với anh ta. Muộn vậy rồi mà chưa nghĩ sao? Tôi về nghỉ đây. Đợi đã. Anh ngồi xuống trước. Có phải anh có chuyện gì muốn nói với tôi không? Cô còn muốn biết gì nữa? Nếu như anh không muốn nói, vậy tôi nhắc nhở anh, khi anh xuống núi nhận được nhiệm vụ đột xuất, hộ tống Liễu Tham Mưu, đồng thời đưa ông ấy gặp người liên lạc an toàn. Chuyện này sao anh không báo cáo? Tình hình khi đó rất cấp bách, không có thời gian báo cáo. Liễu Tham Mưu bị bắt rồi. Bị bắt rồi. Không thể nào. Tôi đã tận tay đưa ông ấy tới chỗ người liên lạc. Anh có biết người liên lạc là ai không? Người liên lạc là phản đồ. Phản đồ? Vậy Liễu Tham Mưu đâu? Ở chỗ nào? Ông ấy hy sinh rồi. Trên đường về Dân Thành, ông ấy đã nhảy xe, qua đời rồi. Không, tôi phải nhắc nhở anh lần nữa. Bắt đầu từ bây giờ, anh bắt buộc phải phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, không được tự ý hành động. Trả lời tôi. Tôi biết rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Không ngờ quán ăn vừa mới khai trương đã làm ăn tốt như này rồi. Thợ may trương, ông tới rồi, tới rồi. Tôi nghe nói các cô cần làm rèm cửa. Tôi đã mau chóng qua đây. Xem ông kìa, cũng không phải quá gấp đâu. Cô không gấp, nhưng tôi gấp. Tôi còn nhiều việc nữa.
Vậy ông uống miếng nước rồi hãy đo. Không uống nữa, không uống nữa, đo trước đã. Vậy mời ông vào trong. Theo tôi mau, mời cô. Cha, cha tới làm gì vậy? Cha nhìn con như vậy làm gì? Tối qua sau khi tách ra, trong lòng ta mãi không thể yên tâm được. Đây là gì vậy? Đây là danh sách 4 chiến sĩ quân Bát Lộ đã cùng xuống núi với Cam Tân, đã trúng mai phục của tiểu quỷ tử, đã hy sinh toàn bộ rồi. Tiểu Bảo là con của ta, hơn nữa là con trai duy nhất của ta. Lẽ nào trong lòng ta, nhưng chúng ta không thể chỉ nghĩ tới bản thân mình. Cha, cha đừng nói nữa. Cho dù thế nào, con cũng không chấp nhận được. Trong số 5 người các anh, chỉ có anh là quân Bát Lộ. Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm hướng dẫn bọn họ. Anh biết cả rồi. Nhưng có một chuyện anh không biết. Là chuyện gì? Anh Cam, Mai Hương. Chuyện gì mau nói đi. Trong số chiến sĩ đã hy sinh, có người tên Tiểu Bảo đúng không? Có. Sao vậy? Anh có biết đó là ai không? Ai vậy? Đó là em trai của chị Thái Dân. Gì cơ? Tiểu Bảo là em trai cô. Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy em ấy lớn lên. Em ấy mới tham gia quân Bát Lộ không lâu, một lòng muốn giết quỷ tử. Không ngờ rằng lại mất như vậy. Tôi chỉ muốn biết em ấy hy sinh thế nào. Chúng tôi hộ tống Liễu tham mưu xuống núi, giữa đường gặp phải quỷ tử. Tiểu Bảo thay tôi đỡ một phát súng. Cậu ấy là yểm hộ tôi. Vì yểm hộ anh. Đúng. Đồng chí Thái Dân, được rồi, đừng nói nữa. Thái Dân, tâm trạng của con ta hiểu, nhưng chúng ta không thể để tình cảm ảnh hưởng công việc. Trong số hàng vạn người Trung Quốc chết đi, đâu chỉ có một mình Tiểu Bảo nhà chúng ta chứ. Đại ca,
cả đêm không ngủ sao? Ngồi đây cả đêm sao? Không sao. Đúng rồi, lát nữa ra ngoài một chuyến với tôi. Đi đâu vậy? Đừng hỏi nữa. Tôi lấy ít nước rửa mặt cho anh nhé. Dạ, cho ngồi xuống trước đi. Cha còn có chuyện khác đúng không? Nói đi à. Đúng vậy, là có chuyện khác. Nhưng nhìn con như thế này, sao ta có thể yên tâm giao cho con chứ? Dạ, cha yên tâm. Con sẽ không để tình cảm ảnh hưởng tới công việc đâu. Con mau đọc đi. Kikuchi, sau khi thành quả của anh được đưa về Nhật Bản, còn cần làm gì nữa? Đây chỉ là thành quả bước đầu. Còn cần phải tiến hành phân tích quá nghiệm, điều phối hỗn hợp, sau đó có thể sản xuất số lượng lớn. Mai nhờ có Hija đã cung cấp địa điểm nghiên cứu cho tôi và cả các sản phẩm thí nghiệm sống nữa. Ở Nhật Bản thì không thể tưởng tượng được. Một lần nữa cảm ơn anh. Sự nghi ngờ được xác nhận rồi. Không ngờ chúng lại làm vậy với mí mắt của chúng ta. Đây chính là tin tình báo mới nhận được sáng nay. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa, chỉ có một tuần thôi. Cha, con không thể tưởng tượng được, nếu như nhiệm vụ này giao cho mấy người họ hoàn thành thì kết quả sẽ như thế nào đây? Đại ca, tới bệnh viện làm gì? Vào trong hãy nói. Đã hết cách rồi, chỉ có thể giao nhiệm vụ này cho họ. Thái dân này, vốn dĩ công việc của chúng ta đã tràn đầy sự thử thách. Lau sạch nước mắt, tiếp tục thử thách. Chúng ta không còn đường lui nữa. Bình tĩnh chút. Đi. Đại ca, đấy là chỗ nào vậy? Sao nhiều quỷ tử canh phòng vậy? Này đại ca, người mặc áo trắng đó làm gì vậy? Đó chính là đồ sinh hóa, là quỷ tử dùng làm thí nghiệm. Đây chắc là phòng thí nghiệm của quỷ tử. Đi. Được. Kikuchi, bọn chúng vẫn còn sống. Trong mắt tôi, chúng đã chết rồi. Tôi muốn xem thêm chút nữa. Được, Hideo, vậy anh cứ xem từ từ nhé. Anh này, đây là ai vậy? Đây mà cậu cũng không biết sao? Tiểu Tam Hương đấy. Tiểu Tam Hương. Tôi muốn đi tìm Du đại ca. Anh ấy ở đâu vậy? Kỳ em gái, cô tìm anh ấy làm gì? Đúng, có chuyện gì?
Hôm đó tôi thấy quần áo anh ấy có vết rách nên là muốn giá lại cho anh ấy. Em gái, cô xem mộc tường tôi cũng bị rách áo này. Cô chỉ nhớ tới Chu Đại Ca thôi. Được, anh đợi nhé, tôi lấy kim chỉ. Kìa, các anh đợi đó nhé, tôi giá cả cho. Giá từng người một nhé. Đùa thôi mà. Có động tĩnh, qua đó xem sao.